Hà Nội bây giờ nắng nóng quá mà bật điều hòa cả ngày, da của bạn Hà Phương nhà mình khô ơi là khô. Mẹ có dùng những loại kem dưỡng da nhưng mà con cũng không đỡ. Chưa kể là thỉnh thoảng bạn ấy còn bị ho khan do cổ họng cũng bị khô nữa. Nhưng mà may quá là bố đã sắm máy tạo độ ẩm Boneco U200, ưng ơi là ưng. Boneco được nhập trực tiếp từ Thụy Sĩ, có tiếng lâu đời và xịn từ châu Âu rồi. Nhìn sản phẩm thì rất là bắt mắt. Boneco đã được ra đời từ những năm 1956, đến giờ là hơn 65 năm rồi. Máy có 3 lớp lọc khuẩn bằng cục lọc chuyên dụng carbon, khử khuẩn bằng ion bạc và cấp các loại hạt siêu mịn, kích thước từ 0,1 đến 0,3 nanomicro, thẩm thấu thẳng vào da luôn. Và công nghệ quyết tán ẩm bằng ultrasonic cho cả phòng chứ không phải như những dòng máy cấp ẩm một vùng thôi nha. Ngay ở dưới thân máy thì có nút bật tắt nguồn, mình chỉ cần xoay sang bên tay trái, nghe tiếng cạch một cái tức là máy đã được khởi động, và mình sẽ vặn dần dần để tăng độ mạnh của việc tạo ẩm. Đấy, càng ngày càng mạnh lên. Và mình có thể làm nhẹ đi. Và ở trên này thì mình cũng có thể điều khiển để cho cái hướng tạo ẩm theo ý thích. Sản phẩm được công nhận và bảo hộ ở thị trường châu Âu, được kiểm định lưu hành bởi Intertech, kiểm định khó tính nhất tại châu Âu, chứng chỉ kiểm định AHAM được các hiệp hội gia dụng kiểm định và cấp phép lưu hành, kiểm định CE mark, kiểm định tiêu chuẩn bảo vệ sức khỏe tại thị trường châu Âu, an toàn cho trẻ từ 0 tới 6 tuổi, kiểm định REDOT, sản phẩm được giải thưởng về thiết kế từ năm 2013. Bây giờ trong không gian phòng thoải mái lắm rồi, hai mẹ con cùng vui chơi thư giãn mà chẳng lo da bị khô. Nhờ có máy tạo độ ẩm Boneco U200 mà da rẻ của con mềm mại, được cấp ẩm tự nhiên, mẹ yên tâm vô cùng. Hà Phương bây giờ không còn khó chịu vì da khô hay bong chóc nữa, thậm chí đồ đạc trong nhà như salon bằng da cũng không bị hỏng nữa. Hai mẹ con vui chơi thoải mái luôn. Nhà có trẻ nhỏ dùng máy này là chuẩn đấy ạ. Máy được kiểm định và sử dụng dành riêng cho trẻ nhỏ từ 0 đến 6 tuổi mà. Mọi người có thể tìm hiểu thêm về máy tạo độ ẩm Boneco U200 và riêng em đó về cho gia đình mình nhé. Và đây thực sự là một gợi ý rất là tuyệt vời và ý nghĩa để cho mọi người có thể dành tặng cho cha mẹ mình đấy.